Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đam mê và yêu thích mai vàng. Trước tiên em xin được gửi đến anh chị lời chúc sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Thì clip ngày hôm nay em xin được chia sẻ đến với anh chị về cái vấn đề đó là chúng ta tiến hành tỉa bỏ bớt những cái chồi, những cái chồi mà nó mọc dư thừa để tạo độ thông thoáng cho cái cây mai chúng ta nó phát triển, để giúp cho những cái chồi nó vươn ra to khỏe và nó ra nhiều nhánh xương, cũng như là mình tạo cái bộ tàng để cái bộ tàng cây mai nó dày đầy đặn hơn trong cái từ nay cho tới giữa năm. Chúng ta làm sao để tạo cho cây mai chúng ta nó có một cái bộ tàng dày đặc thì lúc đó chúng ta làm nụ nó mới đạt hiệu quả. Thì bây giờ em sẽ vô chi tiết để cho anh chị mình cùng xem. Thì trước màn hình mà anh chị mình xem, đây là cây mai của em ha. Thì sau khi mà em bấm xả tàng và em nuôi, em tưới kích rễ rồi em kích chồi, em nuôi tới nay thì anh chị mình thấy chồi lá nó phát ra ung tùm như thế này đây. Nó ra cứ đầu cành nó ra một nùi nùi vậy đây, ra rất là nhiều. Một cái đầu cành nó ra 4 tược 5 tược luôn, 4 5 cái chồi, thậm chí là 6 7 cái luôn. Nó đóng một nùi như thế này. Thì tới thời điểm này nó đã phát triển mạnh rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa bỏ bớt những cái nào dư thừa để tạo cái độ thông thoáng, đồng thời để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái chồi còn lại phát triển to khỏe và nó tạo ra nhiều cái nhánh xương cá hơn, thì giúp cho cây mai chúng ta nó có một bộ tàng xè và tới giai đoạn giữa năm thì nó sẽ tạo cho cái bộ tàng nó dày đặc, thì bước qua cái giai đoạn chúng ta làm nụ nó mới đạt hiệu quả ha, nó mới được nhiều nụ. Bây giờ em sẽ vô chi tiết cái cách để chúng ta tỉa như thế nào để cho anh chị mình xem. Ở chỗ em mới mưa xong cho nên cây nó ướt. Trước tiên á, anh chị mình nhìn ở trong thân ha, trong cái thân nè nó có mọc ra những cái chồi mà nó dư mọc tùm bậy ở trong thân nè. Anh chị mình tiến hành bấm bỏ hết đi. Chúng ta tiến hành chúng ta bấm bỏ những cái chồi mà nó mọc bậy ở trong thân nè, tại vì anh chị mình biết những cái chồi này nè là những cái nó hút dinh dưỡng rất là nhiều, như là những cái cuốn hoa đồ của năm vừa rồi đó mà chúng ta rong không có sạch đó còn lại thì nó sẽ mọc lên những cái chồi mà nó đóng một nùi như thế này đây, nó không có phát triển được, nó chỉ ra vài lá rồi nó nằm như vậy thôi. Anh chị mình tiến hành rong bỏ ha, chúng ta rong bỏ đi để cho nó quang đãng ra. Anh chị mình đừng có tiếc, đừng có thấy nó lên vậy mà tưởng đâu là tốt nha. Đó đây nè, nó mọc tùm lum đây nè, chúng ta cắt bỏ hết đi. Rồi anh chị mình thấy mé bên kia không, em vừa làm vừa quay cho nên nó hơi khó. Anh chị mình thấy nè, những cái nó mọc hỗn nè, mọc tùm bảy trong này thì nó hút dinh dưỡng rất là nhiều, chúng ta cắt bỏ hết đi để cho nó thông thoáng cho cái cây mai chúng ta. Đây những cái này nè, những cái này là những cái cuốn mà còn sót lại nè, nó chỉ ra 2-3 lá nó nằm như vậy thôi, cắt bỏ hết đó. Rồi bên trên này nữa anh chị mình thấy ha, chúng ta rong hết đi những cái mà nó mọc bậy ở trong thân nè. Đây nữa ha, chúng ta rong bỏ hết đi. Anh chị mình đừng có tiếc, đừng có thấy nó ra lu bù vậy mà tưởng đâu là ngon ha. Đây như cái đầu cành này anh chị mình thấy ha, cái đầu cành sau khi chúng ta cắt ra đây thì nó sẽ đóng ra một nùi như thế này đây, nó nhảy ra 6-7 cái chồi, nó đóng một nùi ở đây. Anh chị mình thấy nó đâu có phát triển được đâu, cái nào nó bự thì nó sẽ bự, còn cái nào nó nhỏ là nó nhỏ luôn, bởi vì nó không đủ dinh dưỡng mà không thể cung cấp đủ dinh dưỡng lên đây để nuôi một lúc tất cả những cái chồi này phát triển được. Cho nên anh chị mình phải tỉa bỏ bớt những cái nào nó đẹp nó dư thì mình tỉa bỏ để cho thông thoáng, để ta lấy những cái chồi nào mà nó chúng ta cần nuôi thì nó tập trung dinh dưỡng vô để nó nuôi cho thật tốt. Anh chị mình để ý khi chúng ta lấy chúng ta tỉa thì chúng ta sẽ lấy một cái đầu cành này từ 2-3 tược đỡ lại thôi nha, không lấy nhiều nha anh chị, tốt nhất là mình lấy 2 tược thôi.
mình lấy hai cái chồi để anh chị xem cái chồi nào nó khỏe mà nó đi ra, đi ngang ra thì chúng ta lấy. Còn những cái dựng đứng, những cái mà nó mọc dựng đứng hay nó chỉa vô thân nữa thì anh chị mình cắt bỏ hết ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em cắt cho anh chị mình xem. Đây, như cái này đây à, cắt bỏ rồi, thấy không? Những cái chồi rất là tốt, anh chị thấy những cái chồi nó mọc hổn lúc nào nó cũng tốt hơn hết á. À, chúng ta bấm bỏ. Đây, những cái này nó chỉa vô thân nè, bấm bỏ. Đây nữa, chỉa vô nè. Đó, bấm bỏ. Đó, chúng ta sàng lọc, chúng ta lấy một cái đầu ra. Đó, từ hai chồi, tối thiểu là ba chồi thôi chứ không có lấy nhiều. Đây anh chị mình thấy nè, cái nhánh này nè. Cái nhánh này là cái cuốn của năm ngoái nè. Thì bây giờ nó phát triển như lúc đầu em đã nó có nói không? Đó. Nó ra chồi sớm, nó hút dinh dưỡng nhiều cho nên cái lá nó nè, cái lá nó to đùng mà. Nó lá to đùng, nó hút dinh dưỡng dữ lắm. Còn những cái chồi mà của mình muốn nuôi thì nó lá nó nhỏ. Cho nên là phải bấm bỏ thôi. Ha. À, tiếc rẻ gì. Để có tác dụng gì đâu, để. À, anh chị mình thấy không? Cái chồi nè, lá bự ghê không? Xanh đen, nó hút hết dinh dưỡng rồi. Đây. Chúng ta tiến hành loại bỏ những cái dư. Nếu như anh chị mình muốn cây mai của mình tới cuối năm mà tàn, bộ tàn nó đẹp ha, nó xè nó đẹp rồi nó đều tàn nhiều bông thì anh chị mình phải tỉa đi. Còn anh chị mình tiếc á, để thì cuối năm nó không có đạt bông đâu, nó le ngoe thôi. Rồi anh chị mình tỉa xong, anh chị mình kết hợp bấm chặn đọt luôn ha, bấm chặn cái đọt luôn thì anh chị mình bấm á, nó sẽ đẻ ra những cái ngay chỗ cái nách lá nó sẽ ra những cái chồi mới, nó đẻ đều ra y như xương cá vậy đó. Thì sau này, sau khi anh chị mình tỉa cái này xong, anh chị mình bón phân thì những cái chồi mới nó ra, anh chị mình cứ thấy từ 4 lá đến 5 lá là anh chị mình bấm cái đầu đọt non ha. Từ 4 lá đến 5 lá thì anh chị mình bấm cái đầu đọt non. Từ giờ cho tới tháng 6 thì cái bộ tàn trên cây mai của anh chị mình nó rất là dày và nó rất là đẹp. Đến lúc đó anh chị mình làm bông thì cái lượng nụ nó rất là nhiều ha. Chứ còn bây giờ mà anh chị mình không chịu tỉa để nó lu sư bù, nó dồn, nó không đủ dinh dưỡng, nó nuôi nó còi còi yếu yếu rồi những cái cành này nè nó vươn ra nó yếu xìu à ha. Đó, đây là em quay chi tiết để cho anh chị mình dễ làm. Đó, sau khi hồi nãy anh chị mình thấy nó đóng một nùi ha, mà sau khi em tỉa sơ cái là thấy trống trải đẹp trai liền, thấy không? Đó. Rồi như bên đây nữa nè, này như bên đây anh chị mình thấy nè, đó, nó cũng đóng một nùi nè. Đó. Để em bứt bớt mấy cái lá đi cho anh chị mình xem. Đây ha, anh chị mình thấy chưa, nó đóng một nùi lu sư bù như thế này đây. Đó. Mà bây giờ chúng ta không tỉa bỏ đi thì nó sẽ làm sao mà dinh dưỡng nó đủ nuôi. Anh chị mình cứ càng tỉa thì nó càng phát triển, càng tỉa càng ra, càng tỉa cây càng tốt. Đó. Những cái mà nó không đúng vị trí, không đúng chỗ, rồi không cần thiết, chúng ta bấm bỏ nè. Những cái này nè, đó, bấm bỏ, rồi những cái bám trên thân nè, anh chị mình bấm bỏ để nó không có hút dinh dưỡng, nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái chồi ở đầu cành này. Đó. Những cái chồi mà chúng ta để làm bông cho giai đoạn giữa năm đó. Rồi như cái này, anh chị mình thấy như chỗ này nó lên 3-4 chỉa như thế này đây ha. Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta lấy cắt bỏ đi, bỏ bớt đi. Đó. Em bỏ hết, em lấy một cái nhánh lớn như thế này thôi, một cái nhánh lớn này vươn ra rồi em bấm chặn đọt. Đó, anh chị mình thấy ha, nó ra một nhánh xương như thế này đây. Đó, anh chị thấy cứ nách lá là nó ra nhánh xương như thế này đây. Đây. Đó. Ra nhánh xương hai bên như thế này đây. Thì mai mốt nó mới xè cái tàn, nó xè ra như bàn tay được. Đó. Đó. Bấm tỉa cho thông thoáng hết rồi bấm chặn đọt luôn. Để cho nó đẻ nhánh xương ra.
anh chị mình không bấm chặn đọt á, nếu như anh chị mình bấm tỉa xong mà anh chị mình không bấm chặn đọt thì những cái ngọn này nó sẽ vươn dài ra, nó ra tự do, nó vươn dài mà, thì nó cứ thẳng như vậy nó ra thôi, nó không có đẻ nhánh xương nha. Cho nên anh chị mình phải bấm chặn đọt. Rồi sau khi á, sau khi anh chị mình bấm tỉa xong xuôi, anh chị có thể sử dụng cái rốt 2, rốt 2 hoặc là 30-10-10 anh chị mình phun ha. Phun thì 10 ngày, 10 ngày mình phun một lần hoặc 15 ngày mình phun một lần. Để cho nó kích thích, nó phát triển cái chồi chồi mới nó ra, chồi nó ra. Thì đến khi những cái cơi chồi sau ra là cơi 2, nó ra thì anh chị mình thấy được 4 lá đến 5 lá. Thì anh chị mình tiến hành ha. Tiến hành bấm cái đầu đọt non như thế này đây. Khi mà được 4 lá đến 5 lá thì anh chị mình bấm cái đầu đọt non này. Đó. Để cho những cái nách lá nó sẽ, những cái đốt lá nó sẽ ngắn lại, gọi là nó nhặt lá đó. Thì cuối năm cái lượng nụ nó đóng mới dày ha. Đó, anh chị mình thấy chưa, em tỉa sơn cái là nó thoáng liền, thấy chưa. Rồi như anh chị mình thấy cái ngọn nè, ở trên cái ngọn nó đóng một nụ như thế này đây. Thì chúng ta sẽ tỉa bỏ, chúng ta chừa lại hai ngọn ha, chừa lại hai cái hai bên. Anh chị mình lấy hai cái nào mà nó nằm ở sát ở trên cái đầu vết cắt nhất có thể, chúng ta lấy hai cái, và hai cái nào, hai cái chồi nào mà nó thật khỏe và nó nằm ở càng gần đầu vết cắt thì càng tốt. Đúng ra là cây mai chúng ta chỉ lấy một ngọn thôi, nhưng mà cái giai đoạn này cái chồi nó đang còn yếu, anh chị mình lấy hai cái để trừ hao. Nhiều khi á cái chồi nó chưa được khỏe, gặp cơn gió hay gì đó nó đem nó gãy, nó tét ha, thì mình cũng còn cái khác để mình si cua. Còn đến khi mà nó đã phát triển già rồi, cứng cáp, thì chúng ta cắt bỏ một cái, chúng ta chỉ lấy một cái thôi. Thì đến lúc đó em sẽ làm tiếp clip nữa em chia sẻ. Còn bây giờ anh chị mình cứ tỉa chừa lại hai cái ha, chừa lại hai cái cho bảo đảm. Hoặc là anh chị mình có thể sử dụng một cái chiếc đũa ăn đó, chiếc đũa mà ăn bún rồi đó, anh chị mình dùng dây rút, chúng ta rút và chúng ta để chúng ta đỡ cái ngọn, tránh cái tình trạng mà gió mạnh, trời mưa gió mạnh nó tét ha. Rồi bây giờ em sẽ tỉa cái ngọn rồi em cho anh chị mình xem. Đó, anh chị mình thấy ha, sau khi em tỉa em chừa lại hai cái ngọn như thế này đây, em chừa hai bên, mỗi bên một cái, nó sát ở trên cái đầu vết cắt, để sau này chúng ta làm cái ngọn thì nó sẽ liền cốt, nó thẳng lên đẹp hơn. Rồi đến khi nào mà nó cái chồi nó già, nó cứng cáp, thì lúc đó em sẽ cắt bỏ một cái, em xem cái nào đẹp thì em để lại, còn cái nào nó không đạt thì em cắt bỏ một cái, để cho cây mai chúng ta nó chỉ có một cái ngọn thôi thì nó mới đẹp. Rồi còn bây giờ em sẽ tỉa tiếp những cái cành còn lại. Thì do bấm tỉa này nó rất lâu cho nên không thể nào mà tỉa từng cành để anh chị mình xem hết được. Em chỉ tỉa một hai cành để anh chị mình xem. Những anh em mà mới bắt đầu bước vào tập trồng, tập chơi, chưa có nắm biết cái cách để mà tỉa tàn, tỉa chồi như thế nào, cho nên em mới quay chi tiết một chút. Đây anh chị mình xem ha. Em sẽ tiến hành tỉa thêm một cành nữa để anh chị mình xem. Bấm đọt những cái mà nhỏ nhỏ nó sát nách như thế này đây, như cái chồi này nó vươn ra, nhưng những cái nhỏ nhỏ trong này anh chị mình bấm bỏ đi nha. Đó, chứ chúng ta đừng có cần thiết những cái trong này nè, như cái cành này nó vươn vô, nó chỉa vô nè, anh chị mình thấy không, nó chỉa vô trong, chúng ta cắt bỏ, chúng ta chỉ lấy những cái xòe ra ngoài thôi. Đó, như cái này em lấy hai ngọn, em lấy hai ngọn xòe ra nè, và em bấm đầu nè. Đó, rồi cái này em cũng bấm bỏ luôn để tạo cái độ thông thoáng cho cây. Đây, như những cái này, những cái này bấm bỏ, nó hút dinh dưỡng rất là nhiều. Đó, anh chị mình cứ làm như vậy, rồi đến khi chồi nó ra anh chị mình cứ bấm đọt để cho nó đẻ ra nhiều nhánh xương, nó dày tàn, nó tạo một cái bộ tàn tròn đều đẹp, thì cuối năm bông nó, anh chị mình làm nụ, nụ nó rất là nhiều. Đó, như anh chị mình thấy cái này, nó cũng hai ba cành chồi đây, nhưng mà nó, một cái nó chỉ vô trong, thấy chưa,
Đó, em sẽ tỉa cho anh chị mình xem ha. Cái này nó chỉa vô trong nè. Đó, cái chồi này nó chỉa vô trong nè. Chúng ta cắt bỏ nè. Đó. Chúng ta chỉ lấy ba cái chồi nè, một cái nè. Như cái này là em lấy ba chồi nè, một cái nè, hai cái nè. Đó, anh chị mình xem hai cái nè. Cái chỉa qua bên đây nữa ba, còn mấy cái này em bấm bỏ hết. Đó. Đó, anh chị mình thấy rõ chưa? Hai, những cái dưới này cũng bấm bỏ luôn. Đây, cái dưới này nó bấm bỏ luôn. Nó bám ở trên đeo đeo ở trên cái thân mà, đâu có tác dụng gì. Đó, thì đây bấm bấm đầu cành đi. Bấm đọt. Đó, sau khi em tỉa anh chị thấy có ba, còn ba chồi ha. Ba chồi nó vươn xòe ra như thế này, như cái bàn tay đây. Đó. Ba chồi nó xòe ra như cái bàn tay. Thì anh chị mình thấy nó thông thoáng chưa? Đó. Đây, còn cái nhánh này nó cũng bám bám đây. Nó hút dinh dưỡng thì nó lá nó rất to. Bởi vì nó mọc hổn mà. Anh chị mình thấy chưa? Cái lá nó rất to. Đó, mình cứ tiến hành tỉa như vậy để cho nó thông thoáng cái cây. Rồi, thời lượng nó dài cho nên bây giờ em sẽ bấm tỉa hết một lượt. Trời đang chuyển mưa đang thui luôn. Em tranh thủ em làm xong cái rồi em quay cho anh chị mình xem ha. Anh chị mình thấy ha, hồi nãy thì nó lu si bù, nhưng sau khi em tỉa xong thì nó đã thông thoáng như thế này đây. Đó, nó đã thông thoáng cái cây mai như thế này đây. Và em bấm chặn đọt. Thì sau một thời gian thôi là chúng ta bón phân cho cây thì nó sẽ đẻ những cái nhánh nách này ra rất là nhiều, thì nó sẽ đầy tàn ha. Anh chị mình đừng có sợ, chúng ta càng tỉa thì nó càng ra. Cây mai là nó như vậy, đầu năm chúng ta bấm xả tàn trùi lũi mà tới bây giờ nó còn ra nùi nùi vậy mà ha. Đó. Chúng ta cứ tỉa như vậy thì nó nuôi những cái cành này, nó nuôi những cái này nó mới bắt đầu phát triển bự lên, nó mập lên được và nó ngắn đốt lá lại, rồi nó ra nhiều nhánh xương tạo cho một cái tàn nó xè như thế này. Đó, anh chị mình thấy ha, trống trải đây. Như em quay cây bên đây cho anh chị mình xem, cây bên đây em tỉa hồi nãy đó, như cây này em cũng đã tỉa xong rồi. Anh chị mình thấy ha, mỗi đầu cành em chỉ để nó hai chồi như thế này thôi. Đó, một chồi hai chồi thôi, một chồi hai chồi thôi chứ không để nhiều ha. Và cái ngọn của nó nè, em chỉ để hai cái đọt ở trên đỉnh ngọn như thế này thôi. Thì phòng hờ khi gió mạnh, gió mạnh nó tét, cho nên em để hai cái em trừ hao. Còn khi nào mà nó già, nó chắc chắn rồi thì em sẽ cắt bỏ một cái. Hoặc là anh chị mình có thể dùng chiếc đũa ăn để mình cặp lại. Đây, anh chị mình thấy nó thông thoáng vậy ha. Bấm tỉa ra thì anh chị mình thấy cái cây nó sẽ thông thoáng liền, nó không còn rối nùi trong đó nữa. Chúng ta nhìn thấy cây mai nó rất là đẹp, nhìn vô thấy được rõ thân cành thì rất là đẹp. Anh chị thấy không, tỉa xuống một đống chồi luôn, có một cây mà tỉa bỏ xuống một đống như thế này đây. Cho nên nhìn cây mai mình nó rất là đẹp. Đó, thì thời lượng video cũng dài, mới lại trời chuyển mưa đen quá cho nên em cũng xin được tạm dừng video tại đây. Thì hy vọng sẽ góp ích được phần nào đối với đến với tất cả những anh chị mà mới bước vào tập trồng, tập chơi, để biết cái cách chúng ta tỉa, bấm tỉa bỏ những cái chồi dư để tạo cái độ thông thoáng, cũng như là tạo cho cây mai chúng ta nó có cái nét thẩm mỹ ha. Đó, thì trước khi kết thúc em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi cũng như tin tưởng những gì em chia sẻ. Nếu thấy video em chia sẻ hay, hữu ích trong vấn đề chăm sóc cây mai, xin hãy bấm cho em một like. Và anh chị nào mình chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.